Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Tùng Dân Tập Vlog. Hôm nay mình sẽ quay toàn cảnh sơ chế cào cào. Các bạn cùng xem với mình nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải nhúng nước sôi để cho nó chết đi mọi người ạ. Sau khi nó chết rồi, chúng ta sẽ nhặt cánh và chân của nó, lột cánh của nó và cắt chân nữa, rất đơn giản thôi, chỉ như thế này đấy. Như thế này được. Đây là cháu cháu sau khi đã được nhặt xong và rửa sạch lại. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chế biến. Có một thìa gió ăn đó mọi người ạ. Thìa to. Đây là lá chanh. Cái này đúng ra là phải có nước măng chua mới là chuẩn, đun xong nước măng chua thì mới đổ dầu ăn vào để rang lại là nó khô. Trong lúc chờ chín thì tranh thủ thái lá chanh ra để tết chín mình bỏ vào để nó thơm dậy mùi của châu chấu. Okay. Cũng lâu lắm rồi chưa được ăn món này, chờ mới được ăn ấy. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Lá chanh này phải thái thật là mịn nhỏ, tiếp sau bỏ vào thì nó sẽ dậy mùi hơn.
các bạn phải dễ ăn hơn, nó không có vị đắng như để nguyên lá to. Em ơi, vào đảo hộ anh tí. Bỏ gia vị vào mọi người, mì chính. Rồi, bỏ gia vị ok rồi. Chắc chắc chín rồi đấy. Không có nước mặn thì nhỏ. Chín rồi đấy. Sau khi rang khoảng 15 phút thì chúng ta đã xong. Rất giòn, phải rang giòn ạ. Rang giòn. Giòn thật giòn. Giòn thật giòn. Rồi, chúng ta cho lá chanh lên. À, chứ không cho nhiều á. Ừ, cho nhiều mới thơm. Ok, vậy là món cao cào đã xong. Mình mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ok, vậy là món cào cào của mình đã xong. Và mình cũng xin dừng video ở đây. Nếu xem video có gì sai sót, mong các bạn bỏ qua cho mình nhé. Vì đây cũng là lần đầu tiên mình làm YouTube, cũng không tránh được sai sót. Mong các bạn thông cảm. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé. Xin chào tạm biệt.